Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Chất Đẳng, Thượng Tọa Tây Nguyên, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua cái phần thứ ba là trong chương tương ưng chư thiên, đó là phẩm kiếp. Và cái bài kinh đầu tiên này cũng nói về một vị trời đi đến trước mặt Đức Phật và nói lên bài kệ. Và trong bài kệ đó thì vị trời đó muốn nói đến một vị tỳ kheo phải có chánh niệm để đoạn trừ dục ái. Trước hết thì cái chữ paripacchati, mặc dù cái nghĩa trong từ điển thì chữ này có nghĩa là đi ta bà, đi đó đây, nhưng mà ở trong chú giải cái động từ và rất chê này nữa, được giải thích là quý hạ ra giá, cũng đồng là khả năng cách cả, đồng từ khả năng cách. Như vậy thì paripacchati được giải thích ở đây tức là quý hạ ra tí, là trú hay là sống, sống chánh niệm, sống chánh niệm. Rồi vị này thì có ý nó còn là nằm ở trong cái hiện thế, còn đối với bài kệ mà Đức Phật ngài thuyết thì ngài nói là để đoạn tận đoạn thân kiến, tức là qua cái đường lắm để đắc đạo, vân vân. Thì như vậy nếu như chúng ta đọc hai bài kệ này cũng như các cái bài kệ ở trong những bài kinh trước thì chúng ta thấy bao giờ quý vị bậc thiên nhân đạo sư là Đức Phật thì ngài luôn luôn ngài hướng đến, ngài thuyết pháp mà hướng đến cái sự giải thoát, cái pháp vô lậu, chứ không phải là hướng đến cái pháp hữu lậu. Các vị chư thiên thì các vị đó cũng có ý tốt, nhưng mà cái cách suy nghĩ của các vị đó là chỉ nằm ở trong cái phạm trù hiện thế là vi giá thôi. Dầu cho làm thiện pháp hay là tu tập thiền định thì cũng chỉ nằm ở trong cái pháp hiện thế. Bài kinh hôm nay ngắn nhưng mà nó cũng có ý nghĩa rất là sâu, sâu sắc. Sẽ giải thích về giữa cái gọi là tu tập thiền để được dục tham, ly dục ly bất thiện pháp, chính là trú sơ thiền, vân vân. Còn về thiền quán, đạo quả thì trước hết là sơ đạo, tu được quần đạo là đoạn trừ thân kiến, vân vân.
thì chúng ta sẽ được nghe hôm nay bài kinh này do Thượng tọa Tuệ Quyền thuyết giảng. Và bây giờ trước nhất xin mời cô Tịnh Hạnh đọc cho chính phần của bài học, sau đó cùng Thịnh Nhân Sư thuyết giảng. Nam mô Phật Thầy. Dạ, sa thủ Lanh Thầy. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tề Siêu, con xin phép được đọc chính văn. Cái phải giải quyết trước nhất, kinh kiếm, chư ngưng tư thiên, phẩm kiếm, chú thích dẫn nhập. Nói về những chuyện cần giải quyết trong đời sống, kể cả đời sống tu tập thì có rất nhiều. Trong số những vấn đề cần hành động nhanh chóng, tự nhiên phải có cái ưu tiên. Trong bài kinh này, vị trời nói lên quan điểm đối với người tu tập đều phải vượt qua trước nhất là ái chấp với năm dục lạc mà thành tựu thiện chứng Samatha là giải pháp đắc thế. Đức Thế Gian Giải dạy rằng điều ưu tiên phải kịp thời từ bỏ là thân kiến hay ngã chấp đối với thân, tâm. Đối với bất cứ pháp nào, ngay cả những thành tựu trong cuộc tu mà nghĩ rằng đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta, đều làm hỏng sự tu tập. Chứng đắc tuệ giác trong bước thứ nhất, sơ đạo, thân kiến được đoạn trừ tận gốc. Kinh văn, nhân duyên ở Sawatthi, đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu, tỷ kheo hãy chánh niệm, xuất gia bỏ ái dục, bản hiệu đính. Như gươm đã kề cổ, như lửa cháy trên đầu, tỷ kheo hãy lên đường, chánh niệm bỏ ái dục. Thế Tôn, như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu, tỷ kheo hãy chánh niệm, xuất gia bỏ thân kiến, bản hiệu đính. Như gươm đã kề cổ, như lửa cháy trên đầu, tỳ kheo hãy lên đường, chánh niệm đoạn thân kiến. Tích văn, sát tá, thanh gươm, thanh kiếm, ót mắt thô, chạm, đụng, đá giám manu quá, lửa cháy, mắt thắt kê là đỉnh đầu, camara gấp bá ha na giá, từ bỏ ái dục, sát ca giá điếp thí, bá ha na giá, từ bỏ thân kiến, sát tá, chánh niệm, thích khú tỳ kheo, bá rít bá chí, vân du, hành trình, ra đi. Thích nghĩa, gươm kề cổ, lửa cháy đầu là thí dụ cho tình trạng khẩn kiếp, không thể hoãn đãi. Theo sớ giải thì mặc dù ái dục và thân kiến đều là kiết sử, nhưng trong câu nói của vị thiên hàm ý vị tỳ kheo nên tu tập để đạt được thiền chứng Samatha với trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Ở ngưỡng của sơ thiền, trong lúc Đức Phật dạy nên tu tệ quán Vipassana để thành tựu chánh trí, đoạn tận thân kiến hay ngã chấp ở ngưỡng cửa sơ đạo. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu biên soạn giáo trình tỳ kheo giác đẳng. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Mô Bích Thai giá. Nam mô Bố Thầy, giá nam mô Tham Ma, giá nam mô Sang Kha, giá giới thưa để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Để chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Thế Siêu, Thần Tượng Giác Đẳng. Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tiểu Tri, Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Xin chào đến cư ngữ Đức Phật tử. Dạ, xin bắt đầu bài giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhawa Buddhang Phakkhawantang Apiwa de miso kato fakawata tamu tamang namasa miso patipano fakawato sawakasamko sankhang namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tình thân hữu ý tán dương ân đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Quy nhờ quy lực tam bảo hàng gia hộ dẫn chư tôn đức tăng với thương đức cùng chư Phật tử được ca lại trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng là cái bài kinh kiếm, chúng ta nghe đó, cái bài kinh kiếm thì chúng ta tương ứng cái phần kiếm. Kiếm tức là một cái vũ khí có thể gây sát thương. Thì có thể nói rằng là kiếm nó kề cổ, nó đã đụng tới da, đụng tới cổ, tới da chúng ta rồi. Nhưng kiếm đã chạm da thì không phải là kiếm
nó đụng chúng ta bất cứ nơi đâu thì chúng ta cũng sẽ chảy máu, cũng như vậy lửa cháy trên đầu. Thì đó là một cái tình huống rất lúc mà chúng ta không thể nào mà trì hoãn, hay chúng ta không thể nào mà chúng ta dừng giải đãi được. Vì chư thiên nói lên cái ý niệm này và chưa từ bỏ cái ái dục, và từ bỏ cái ái dục này đúng trên tinh thần, tức là từ bỏ chỉ đơn giản là lý dục thôi. Thì theo như chúng ta hiểu trên cái kinh văn và chú giải đã nói đó, tức là nó là ám chỉ cái thiền chỉ quả thật. Thì và của Đức Phật cũng vậy, thì ngài cũng nói đúng như vậy, là như kiếm ra đụng da, lửa đang cháy trên đầu. Và chúng ta biết ở trong nhiều các bài kinh, Đức Phật ngài cũng luôn luôn khuyên nhủ tất cả chúng ta nói với cái thời gian. Thời gian thì nó qua đi một cách nhanh chóng. Để so sánh cho chúng ta biết được rằng quả thật một kiếp con người nó rất là ngắn ngủi. Vì chúng ta đã muộn màng, chúng ta đã trễ với những chuyến đò của giải thoát rồi, nếu chúng ta không tranh thủ chuyến đò để chở ta đưa đến giác ngộ, chiếc phà, chiếc thuyền đó sẽ ra khơi nếu như chúng ta không tranh thủ để tu tập. Như chúng ta thấy ở trong từng bộ kinh của giải, thời gian lặng lẽ trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác của thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Em ta quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ ý lợi, quyết tâm cầu tịch tịnh. Đó là một cái thời, đó là một cái bài kinh mà Đức Phật ngài dĩ dạy cho ta, nó rất là rõ ràng. Thì chúng ta nhớ trong Phật cú, tức là mà được phổ thơ của Tâm Cao, tức là kẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, hồi già ủ rũ bên ao cá cơm, chẳng hóa xanh sao chấp nhận. Và có thể như chúng ta thấy Đức Phật ngài so sánh cái mạng sống của kiếp con người ở cõi dục giới này mà là kiếp nhân sinh, kiếp của con người thì nó rất ngắn ngủi. Một ngày của cõi tứ đại thiên vương là 50 năm của cõi người, rồi một ngày của cõi đạo lợi bằng 100 năm của kiếp người. Thì quả thật nếu như chúng ta suy nghĩ, thì chúng ta cho quý vị cho tới 100 năm chỉ là một ngày của cõi đạo lợi thôi, đến với cái thời gian nó dài như vậy. Và ngược lại nghiệm lại thì ở cõi giới của mình tuy là cõi vui nhưng thật sự nó ngắn ngủi. Bởi như là cái gì đúng như vậy đó. Như là gương nó đã kề cổ, nó đã kề cái da của mình, chắc chắn sẽ chảy máu, ít ra chắc chắn sẽ đau đớn, cũng như là lửa nó cháy ở trên đầu. Thì lửa cháy trên đầu thì nó sẽ bắt đầu từ trên đầu nó sẽ cháy một cách rất là nhanh chóng. Thì ở toàn thân chúng ta thì cũng như vậy đó, nói đến một cái mạng sống của chúng ta rất là ngắn ngủi. Mà vị chư thiên thì đứng trên cho một cái sự suy nghĩ, họ nghĩ rằng cái sự lý dục tu tập để tìm kiếm cái sự lý dục đó là tốt rồi. Nhưng thì những điều mà về cái tinh thần của Đức Phật thì ngài có một sự suy nghĩ khác, có một sự giải đáp khác, phải có cái sự tu tập chánh niệm. Như hồi nãy mà sư phụ thì siêu đó, chúng ta nên nhớ là nó sống chánh niệm. Nhưng điều tất cả cái ý niệm của vị chư thiên này đều nằm trong nghiệp thế. Mà sao nói trong nghiệp thế, tức là nói rằng đó chính là một sự tu chứng với các thiền chứng, đạt được các thiền chứng, ngay cả đạt được các thiền chứng luôn. Và đặc biệt tu tập chúng ta đắc chứng được sơ thiền, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, và sau đó chúng ta chứng và trú sơ thiền, chỉ là bao nhiêu đó thôi,
nếu chỉ là một cái hiệp thế này, chỉ một cái đơn giản như vậy, thì hoàn toàn nó chưa có phải là hoàn toàn, nó chưa phải là tốt đẹp đâu. Ngay cả vị ấy chứng nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứng đắc được không vô biên, tức vô biên vô số và vị tự vị tự xứ, đó là ca cảnh cao nhất của thiền samatha, vẫn còn nằm trong tam giới này, hiệp thế gian này, nó vẫn còn nằm trong thế gian. Mà còn nằm trong thế gian như vậy thì tất cả chúng ta phải bị lăn trôi sanh tử. Mà tất cả chúng ta, kính thưa quý vị, đã nhiều lần chúng ta đã ra vào ba cõi này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, rất nhiều lần. Nhưng chúng ta chưa bao giờ mà có được chấm dứt được thượng phần kiếp sử để đoạn trừ thân kiến và như giới cấm thủ, chúng ta chưa có đạt được. Cho nên ở đây, dù cho chúng ta có đi quanh hy vọng bất cứ như thế nào, thì kính thưa quý vị, làm các việc thiền sự, bởi vì nếu chúng ta học được quy diệu pháp, hay là gần kề các vị có cái sự tu tập mà có cái tâm cầu giải thoát đúng đắn ấy, thì các vị đó không bao giờ bỏ chúng ta, cũng như là ước cầu sanh hữu để về thiên giới, mà bỏ chúng ta phải thành tựu để chúng ta không còn bị sanh tử đau khổ vượt ngoài cái tam giới. Cái hướng cầu nó rất là quan trọng. Mà hướng cầu đây tức là dùng tâm cầu ước muốn, mà chúng ta ước muốn còn được hay là thành tựu được các cái thiền chứng quả chứng đó, thì cũng vẫn còn ở trong cái khung của đau khổ, cái khung của sanh tử. Có thể nói rằng nhiều lần Đức Phật này luôn luôn khuyên và dạy tất cả những người đệ tử Ngài, cho đến giờ phút cuối cùng cũng vậy. Chúng ta nhớ lại cái kinh văn Đại Bát Niết Bàn cũng như thế. Không còn thời gian nữa, nhất những gì mà các ngươi cần hỏi thì hãy hỏi khi còn đây, khi Như Lai còn đây. Và cuối cùng thì Ngài để là một cái duyên muốn tối hậu, vô vô anh đâu có mấy chị em nó sợ ta đó. Hãy này các vị tỷ kheo, nhớ lời tối hậu đó, âu phận mình vi là pháp cấu sanh vô thường biến đổi hình hoại tiêu, Như Lai căn dặn một điều, ráng lo tu tập chớ nhiều dễ vui. Thì rằng là trong mọi tình huống đều là những lời dạy của cái gì, của cái sự tranh thủ, phải tranh thủ mới quý trọng. Ở trong cuộc đời này, người ta thường nói cơ hội và điều kiện tốt đẹp nó không có khó có đáo lại cho chính chúng ta. Mà những cái gì chúng ta muốn, những cái gì chúng ta được tốt đẹp đó, thì nó ít có lặp lại. Mà chúng ta nghe cái phước bất trùng lai đó. Còn cái họa thì nó không có đi đến một mình, mà nó liên khúc, nó đi đến liên tục. Thì cũng như thế đó, nếu chúng ta không biết nắm bắt thì chúng ta uổng thân cho một cái đường. Thì cũng như thế, kính thưa quý vị, cái việc tu tập trước mắt của chúng ta không phải là một cái chuyện ở cõi thiên đàng, ở cõi giới này, ở cõi giới kia, mà chính là cái sự tu tập để chúng ta làm sao chúng ta góp nhặt để chúng ta thành tựu, để chúng ta động trừ được cái giá trị thân kiến và nguyên nhân cấm của. Tu tập làm sao? Là tu tập thiền quán. Chỉ có tu tập thiền quán chánh niệm tỉnh giác sắp biết xong cái chân nha. Chỉ có tu tập thiền quán này mà lời Phật dạy đó thì chúng ta mới thành tựu được.
vì sao vậy? Bởi vì một cái trạng thái áp chế đè nén phiền não, đó là cái thiền samatha. Ngược lại thiền vipassana để tu tập á, để sát trừ, để đoạn diệt phiền não. Thiền vipassana, thiền samatha được ví dụ như là đá mà đè cỏ, khi mà lăn cục đá qua thì cỏ nó sẽ mọc lại. Khi mà chúng ta hết cái phước của các cõi cảnh giới của thiền, sơ nhị tam tứ thiền ở các cõi thiền của sắc giới, thì chúng ta quay lại, vẫn quay lại sanh tử ở cõi dục, hay là mỗi cái vòng sanh tử này vẫn tiếp tục. Và ngay cả cõi vô sắc giới cũng như thế, và dù cho tới phi tưởng xứ thì cũng sẽ trở lại. Cho nên ví dụ như đá đẹp, nhưng khi tu tập thiền quán như vậy, cúp nhặt từng chút từng chút, từng cái sự tu tập của chánh niệm, của cái sự tỉnh giác, hay là cái sự thực niệm pháp, thì chúng ta sẽ có một phần cái gieo cái duyên lành. Bởi vì cái chánh niệm làm nền tảng, chánh niệm làm cơ sở, lúc đó thì nó cũng áp chế và đúng, nó cũng đè nén được phiền não, nó ngăn chặn được phiền não. Và chính ngăn chặn được phiền não như thế này làm cái nền tảng để cho tuệ sanh, để cho tuệ sanh, tuệ tri được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc pháp, hay sự sanh diệt của ngũ uẩn này. Mà từ chỗ đó vị ấy mới cắt trừ được, thì có thể nói rằng là để thành tựu, để chứng đắc, để tu tập, để đoạn trừ kiết sử. Như chúng ta biết, như chúng hàng đó nói về cái một cái hạ phần kiết sử thôi. Chính Đức Phật, chúng ta nhớ dạy trong bài kinh mà đại cho trong cái bài kinh mà đại kinh Marukkaya, có năm hạ phần kiết sử mà Đức Phật ngài dạy cho tôn giả Marukkaya Bồ Tát phải thọ trì. Thân chính là hạ phần kiết sử. Hoài nghi là hạ phần kiết sử. Giới cấm thủ là hạ phần kiết sử. Thì Marukkaya bạch rằng con thọ trì cái tham dục, con thọ trì cái sân, con thọ trì cái nghi, con thọ trì cái giới cấm thủ, đó là kiết sử của hạ phần kiết sử. Năm hạ phần kiết sử đã được Thế Tôn giảng. Thì chúng ta thấy kiết sử là những gì mà chúng ta nó cột trói chúng ta trong dòng sanh tử. Chúng sinh bị cột trói, và dù mà như chúng ta biết, dù chấp về cái thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, mà chúng ta tu tập thì chúng ta diệt trừ được. Nếu như chứng đắc được tu đầu vần thì chúng ta diệt trừ được ba cái thân kiến này, ba cái hạ phần kiến sự, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ này. Và khi chúng ta tu tập như vậy đó thì nó mới làm đúng cái ý cái lời Phật dạy. Nó chỉ một cái thân kiến thôi, nó không phải là một chuyện đơn giản. Chúng ta chấp cái tự ngã của mình, chấp với cái tôi cái ta, sắc thọ tưởng hành thức này là ta, là của ta, vân vân. Thì đó chính là trong cái bài kinh, trong bài kinh Phương Quảng cũng nói như vậy đó, quý vị nhớ là như vậy đó. Dạ. Mà chúng ta đoạn trừ được cái thân kiến này, xem như là chúng ta không còn cái chấp cái ngã của thân này, tức là chấp cái sắc quẩn của chúng ta không có ở chỗ đây là của, đây là ta, đây là của ta. Và chính vì vậy cho nên chúng ta, vì chúng ta còn chấp đó cho nên chúng ta mới ước cầu sanh hữu, chúng ta mới muốn sanh ra, chúng ta mới tham sống, chúng ta mới sợ chết, chúng ta lo lắng đủ điều. Và chính cái thân kiến này, kính thưa quý vị, mà đối với kẻ vu văn phàm phu
không thực thụ, không tu tập pháp các Bồ Tát. Cho nên mà không thành tựu thì chắc chắn rằng vị ấy sẽ chấp vào cái thân kiến. Vị ấy luôn luôn cho tự ngã hay xem tự ngã, hay là trong tự ngã có sắc, có sắc trong tự ngã, hay tự ngã xem thọ ở trong tự là tự ngã của mình, xem tưởng, xem hành, xem thức, vân vân. Đó chính là một cái tự ngã của chính mình, mà chúng ta chấp, phải chấp cái ngũ uẩn của mình. Tôi sinh ra kiếp này và kiếp sau tôi sinh ra phải như thế này, phải như thế kia. Đó chính là một sự chấp thủ, tâm trí sự chấp ngã. Và nói một cách bình thường, cái sự chấp ngã này chính là chúng ta ở trong đời sống bình nhật ấy. Nếu chúng ta sống ấy, chúng ta tự ti, chúng ta tự tôn, tự ti quá, đó cũng là một sự chấp ngã. Mà nếu như chúng ta biết mình bớt chấp ngã một chút xíu, bớt tự tôn một chút xíu, thì chúng ta mới thấy được một cái khuyết điểm của mình. Cái điều đặc biệt Đức Phật ngày dạy, cái sự tu tập mà để chúng ta bỏ được, bỏ trừ đi cái thân kiến này, chính là trở thành một con người hết sức là tốt đẹp. Bởi vì nếu một con người mà tự tôn tự ti, một con người ngã mạn chấp hữu chấp ta của mình quá đó, thì chúng ta cái ngã chấp của chúng ta lớn lắm, mình dễ không có thể sống một cách trang hòa, một cách tốt đẹp, thì chúng ta không có một cái hướng hướng tốt để phát triển. Cũng như những con người đừng bao giờ cho rằng mình học hành là đủ, mà cho rằng mình càng thấy càng khiếm khuyết, và chính vì khiếm khuyết đó mình mới bổ túc, mình bổ túc càng bổ túc, mình thấy lúc nào cũng cảm thấy thiếu. Mà chúng ta nói là phải học và học nữa, tất cả chúng ta phải học nhiều, cũng như là cái sự tu tập á, không biết bao nhiêu mà đủ, hay cái sự hành thiện không biết bao nhiêu là đủ. Nó sẽ là một sự liên tục như thế, thì chúng ta mới có một sự an vui, một sự tốt đẹp được. Thì chúng ta cởi trói trong cái vòng, trong cái vòng sanh tử nó buộc trói chúng ta được, nó giam kèm, nó kìm hãm chúng ta lại ở trong buồn và nhốt chúng ta không ra. Chính như vậy thì mới gọi là patichisamuppado với cái tham môn, cứ bị cái vô minh hành thức tính sắc cảm xúc thọ ái ngũ phủ và sanh rồi lão tử vân vân. Thì cứ như thế nó cứ trói buộc chúng ta, nó cứ lăn đôi sanh tử. Khi chúng ta còn một cái sự chấp thủ chấp ngã này, và chúng ta phải đau khổ như thế. Và một cái điều nữa mà chúng ta nhớ đó chính là, đây chính là một cái dục mà chúng ta luôn luôn tầm cầu, tầm cầu ở dục giới, tầm cầu sắc giới và tầm cầu ở vô sắc giới. Mà vị tu tập mà đoạn trừ thân kiến này rồi, cái không còn cái chấp về cái dục, cũng không hướng cầu về cái dục nhiều nữa. Đây là một điều. Cái dục ở đây ngay cả không nói là tham lôi lưới về sắc đẹp, tiếng nghe, mùi thơm, bị ngon xúc lạc cái cảnh trần này, và ngay cả các tầng thiên bị ấy cũng cảm thấy rằng không cần thiết. Vì ấy biết vượt qua và biết buông bỏ nó và để thành tựu. Chúng ta thấy vì tên dạy Đức Phật này lại dạy khác hơn, nó đặc biệt hơn. Hãy tu tập chánh niệm để cái gì? Và từ bỏ cái thân kiến. Mà khi từ bỏ cái sự thân kiến thì xem như là, kính thưa quý vị, là chúng ta đã bước vào một cái dòng thánh này. Mà khi không chấp cái thân kiến này, người nào không chấp được, không có chấp cái thân kiến, thì chắc chắn rằng cái hoài nghi của người đó là nó được ổn định, nó được tốt đẹp. Bởi vì vị ấy có cái sự tin tưởng một cách tuyệt đối với nhân quả, với tam bảo, biết tam bảo
hay là cái nhân quả, hay cái duyên khởi duyên sinh của chính mình và tất cả chúng sinh bị vần quay đau khổ sinh tử như vậy. Và kính thưa quý vị, vị ấy không có hoài nghi về Phật pháp tăng tam bảo, hoài nghi về cái điều học hay là hoài nghi pháp tu của mình. Và cái sự tu chứng của chúng ta là một sự tu chứng đi đúng hướng, đi đúng đường. Cho nên việc này thì vì thế đó, vì có một quyết tâm mà thành tựu. Khi mà biết rằng đây là chánh đạo, đây là con đường đoạn khổ diệt khổ, không có một con đường khác. Và đây chính là cái hữu duyên. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng lời nào nó nói ở dạy làm thiện làm lành là tốt. Đúng, làm thiện làm lành là tốt. Nhưng có những cái lời, có những cái làm thiện, tu thiện làm lành đó mà nó đưa đến sự chấm dứt sinh tử đau khổ kìa. Hoặc có những việc làm thiện làm lành đưa đến thiên giới, hay đưa đến chúng ta sanh về cái cõi lạc hay là cõi vui, thì cũng chưa phải là một điều mà thiết cầu, mà chính là vì ấy hiểu biết được, chính chắn được đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, chính là đánh đạo tâm ngành, vâng vâng. Thì như thế chúng ta mới biết là vì ấy có một cái hiểu biết một cách căn bản, và tự thân của mình cố gắng và vì ấy sẽ thành tựu được kết quả chính của mình. Một người nếu mà tu tập á, mà khi mà đã đạt được từ bỏ thân kiến, cái hoài nghi, thì đối với cấp độ cũng như thế, nó không có những cái sự chấp nó ngoài ra, hay chấp những cái điều lệ này, những cái điều kiện kia, hay hoặc là những cái nghi hoặc này, cái huyền nghi hoặc nọ, mà cái điều đó là do thế gian chế định, do thế gian ước lệ như thế. Nó không bao giờ có cái sự mù quáng để đi theo người nói sao làm vậy, chứ hoàn toàn không biết gì hết. Và các cái nguyên tắc, các cái điều được định chế do xã hội hay do tổ chức hay do làng hay do xứ hay do đất nước đó, nó không phải là một cái điều mà một cái người mà có một sự tiến tu, một người có một cái sự đúng đắn, thì người ấy vượt qua cái giới cấm thủ này. Cũng như tu tập không có chấp về cái giới, phải hiểu cái giới, mục đích được Phật ngài dạy cái giới để làm gì. Tu tập cái giới để ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh, không cho sanh, ngã pháp đã sanh chúng ta không cho nó sanh nữa, và quân tập nuôi dưỡng những thiện pháp đã sanh và quân những thiện pháp chưa sanh để cho nó sanh khởi, và những thiện pháp đã sanh chúng ta làm cho nó lớn mạnh. Thì cái cách như vậy đó, thì đó chính là một cái hiểu chúng ta tu tập về cái giới. Cái giới này để ngăn ngừa, để đoạn trừ phiền não, chứ không phải cái giới này ngăn, là cái giới mà như là người khổ hạnh, như là kẻ chăn bò, mà chỉ ôm mà giữ như vậy dần dần cái suốt cái thời gian là xong. Như là kẻ chăn bò, nó chỉ biết lùa bò ra đồng, rồi buổi chiều nó lùa bò về hết. Và nhiều khi chúng ta giữ giới nó là như vậy đó, chứ không phải là giữ giới đây để tâm không bị phiền não khởi sinh. Nếu như chúng ta chấp trên thế giới, nó cũng thuộc về phần giới cấm, chúng ta hiểu sai về cái ý niệm của cái lời dạy của Đức Phật. Và kính thưa quý vị,
khi mà nói về thân kiến huệ nghi với cấm thủ, đây là ba cái pháp mà ai thành tựu được thì ở đó xem như là thành tựu được cái sự an lạc. Và chắc chắn rằng chúng ta bước vào dòng thánh, đặt một chân là chắc chắn rằng bảy kiếp nữa, không quá bảy kiếp, sẽ hoàn toàn giải thoát. Và nếu chúng ta tu chứng đến chúng ta được bất lai còn một kiếp nữa, và cuối cùng chúng ta tu chứng thành tựu thánh đạo, tứ đạo tứ quả, thì chúng ta còn sẽ đỡ đau khổ. Cho nên vì vậy chúng ta thấy cái sự tu tập á, có thể nói rằng là nó không phải một chuyện bình thường, mà chúng ta coi như là tu chơi chơi, tu giật giật, tu đồ đồ đó, nó chính là một cái sự gấp rút, một cái sự căn bản mà đòi hỏi một cái người đệ tử phải có một cái sự tranh thủ. Đức Phật luôn luôn dạy người đệ tử để họ tu tập để thành tựu lý tưởng giải thoát. Mà chúng ta nhớ một trong những cái việc làm của chính Ngài là Ngài quan sát của chúng sinh nào có duyên lành với chính Ngài, thì những chúng sinh đó dầu cho ở bất cứ nơi đâu, là một cái giai tầng trong xã hội như thế nào, hữu duyên với chính Ngài, thì đều được Đức Phật Ngài dùng một cái pháp mà chúng ta gọi là yêu ngữ để chúng ta thành tựu được, thoát khỏi được cái đau khổ. Có thể nói rằng những cái bài học, những cái lời dạy của chính Đức Phật mà gần nhất chúng ta thấy như ở trong như cơ bản ở đây để tu tập, để chúng ta đoạn trừ cái thân kiến. Cái bao nhiêu đó thôi, nói như nãy lời xuống từ xíu đó, chỉ nói từ bỏ cái thân kiến Sakkaya Ditthi, thân kiến, nhưng có phải là đơn giản không? Chỉ từ bỏ cái dục này không, chính là cái chấp, cái ái chấp mà trong chúng ta nhớ đó. Cái chấp là ta, là của ta, sắc này là ta, thọ này là ta, tưởng này là ta, hành này là ta, của ta, hay là kiếp sống này, đời sau chúng ta sẽ có cái này, đời sau ta sẽ có cái kia, ước vọng sanh hữu trong tương lai, đó cũng là một cái chấp. Bây giờ mình nghèo khổ, mình nghĩ rằng đời sau mình có thật nhiều là tiền của tài sản, đời này mình xấu quá, đời sau mình nghĩ rằng mình sẽ thật là đẹp, giống như vậy. Thế đời này mình thiếu yếu thế, yếu quyền quá, đời sau mình sẽ có nhiều quyền, nhiều thế. Mà không phải nói là đời sau nữa, ta nói tương lai, trong những kiếp này tôi sẽ được như thế này, tôi sẽ được như thế kia. Điều đó cũng là một cái chấp hữu chấp ngã. Ngay hiện tại này chúng ta bị tổn thương, chúng ta bị mất mát, chúng ta cảm thấy bị bực bội, thì quả thật là đó là một sự nguy hiểm. Nó mắng tôi, đánh tôi, cúp việc của tôi, ai ôm niềm hận đó thì đau khổ sẽ không bao giờ nguôi. Mà ai không ôm cái niềm chấp hữu chấp ngã đó thì đau khổ sẽ tự nguôi. Thực sự ra chúng ta cảm thấy bị tự ái, chúng ta cảm thấy bị người ta làm quê mình, làm mình quê, làm mình tổn thương. Cái điều đó là chúng ta giả nam cho cái đau khổ của mình. Thì sự thật ra nghe chỉ biết nghe đi, thì chúng ta đỡ đau khổ. Như là chúng ta nhớ công cần Bà La Môn sân hận cứ phóng chửi Đức Phật. Đức Phật nói ở những người có người có, nếu như người có gia đình, người có nhà cửa, nếu một người mà đem quà đến cho người, thì bây giờ nếu mà như người không, người ta đang đem đến cho người mà người không nhận thì sao, thì tốn cho, thì tôi đem về. Thì cũng vậy, những lời chửi mắng mê si của người cho nên không có nhận. Bởi vì chính vì mình nghe
cái nhận thức này, gọi xả quá thiện hay quả bất thiện này, để chúng ta chấp. Chứ quả thật nếu như chúng ta biết họ chửi mình chửi lại là đau khổ, không chửi mà có nghe như là không, mà cái này phải tập đó. Chúng ta cứ nghĩ là lấy tham nhẫn ra, có kệ, đừng có, đừng có chấp khổ chấp ngã. Đây là cái sự nguy hiểm, nhưng cái này quả thật là không dễ dàng lắm. Đúng một cái là nhảy cái bực liền, đúng một cái là cảm thấy bực bội, khó chịu làm, khó chịu liền. Bởi vì chúng ta luôn luôn tôn tạo cái ngã của mình, luôn luôn bảo vệ cái ngã của mình, mà bảo vệ càng nhiều sẽ đau khổ càng nhiều, cầm nắm giữ càng nhiều. Hay chúng ta nuôi dưỡng nó, tô vẽ nó thì tự chúng ta sẽ đau khổ, tự chúng ta sẽ không thành tựu được những cái thiện chứng, những cái quả chứng được, hay chúng ta không thể nào mà tiến hóa được. Ở trong cuộc đời này, nếu như con người tu tập mà chúng ta biết buông bỏ bớt thì chúng ta đỡ phải khổ đó. Bây giờ sự thật ra cái sự tu tập nó cũng như là hiện nay là cái đại nạn Covid vậy đó. Nếu như không ai mà không biết bảo vệ, không ai biết tránh né, chắc chắn Covid nó tới. Mà khi Covid đã tới thì có thể nói rằng là rất là nguy hiểm, nó đe dọa cho chính mình. Nhưng có thể nói rằng Covid này nó có thể đến với ta và nó có thể chữa trị thì nó cũng còn gần kề. Nhưng phải nói rằng cái tuổi thọ tiếp sống của chúng ta không có đơn giản, chúng ta sống mãi sống trăm, cho nên thôi vì ta bị bệnh đó là cũng là một cái mà chúng ta cần phải có một cái, cần phải có một sự tỉnh thức. Chưa chắc rằng chúng ta sống hơn cái người bị Covid bởi một chút xíu đây, chúng tôi hay là quý vị có thể không còn sống nữa. Mà cái điều đó nó rất là bình thường, nó do nhiều cái nguyên nhân xảy ra. Khi mà mình chấm dứt tuổi thọ hay là khi có cái động nghiệp qua, nó xuất hiện ngay là chúng ta chết ngay, chứ phải đừng nói chi Covid. Đó cũng chính là cái lưỡi dao tử thần, cái lưỡi hái tử thần đã tới, và cái lửa đó đã cháy, nó cháy tới chúng ta rồi, tới đầu hay là cháy toàn thân chúng ta rồi. Như là chúng ta toàn thân chúng ta đã đang tẩm xăng dầu vậy đó. Chỉ một cái tia lửa thôi, nó đụng vào là nó phần cháy chết ngay. Cũng như thế, có thể nói như vậy. Cái lửa đó trên đầu mà toàn thân chúng ta đã đang có xăng có dầu đã được tẩm hết thì nó phần nó cháy. Chứ đừng có nói rằng là chúng ta so sánh nhiều khi kịp mạng sống của mình, cho rằng là mình là 60 năm, 70 năm, 80 năm cuộc đời chưa biết rồi. Đừng có nghe coi như là mấy thầy bói, mấy thầy phong thủy xem ở cái mạng sống của mình chắc chắn sẽ được 60, 70, 80. Tất cả doanh nghiệp của chúng ta hết, cái nghiệp bạn của chúng ta, nếu chúng ta làm được nhiều cái việc làm từ quá khứ cho đến ngay cái hiện tại này, thì đó là chúng ta được cái quả lành. Còn nếu chúng ta bị cái quả ác, bị cái hậu bóng nghiệp đời trước xuất hiện, nó xen qua, nó lấy đi cái mạng sống của chúng ta, thì chúng ta chết. Và chúng ta chết như vậy không dễ dàng. Sao là kiếp con người để chúng ta có điều kiện để tu tập, để có điều kiện để làm đành rằng thân ngũ quẩn là vô thường, thân ngũ quẩn này là đau khổ, sắc thọ tưởng hành thức này là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Nhưng cũng chính có cái sắc thân này, nhưng chúng ta sẽ làm được nhiều cái điều thiện sự tốt đẹp mà kinh văn có cú đã dạy đó. Nếu chúng như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sinh tử tạo nhiều điều phước lành là như thế.
Nếu chúng ta là một kiếp con người thì chúng ta sẽ tạo được nhiều điều thiện lành. Mà ở đây nếu chúng ta tạo được cái nhân mà dẫn đến cái sự chấm dứt sanh tử đau khổ, cái nhân mà ly tham, cái nhân mà làm thấp độ để chúng ta không còn phải bị sanh tử trở lui trạng thái trong cuộc đời này và tiếp tục phải bị vô minh cối bộ hay là bị kiết sử này cột nó trói chúng ta ở trong thân thể này nữa. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày qua cái kinh văn hôm nay là như vậy, và cũng cái lời kinh nó là nhiều cái ý nghĩa và nhiều cái pháp vi diệu. Kính bạch quý ngài, chúng con chỉ có thể trình bày với cái hạn cụ của kiến thức kinh văn của mình là như vậy. Mong tất cả đại chúng quan hệ nhận như có điều gì thì mong quý ngài sẽ bổ túc qua những cái thảo luận, qua những cái xác định nghĩa từ để cho đại chúng được làm từ thực hiện nhiều hơn nữa. Và những con xin chân thành nhất, chân nhất lời nhận biết và kính dân Phật chúng ta đến các vị chí thiên chí thánh và tất cả các bậc thầy tổ, tất cả chúng sinh, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp hiện tu để cuối cùng chấm dứt sinh tử khổ đau. Dạ, được anh con kính nhân mít lại cho chúng tôi đang nam mô Bổn Thầy nhé. Sa thú cái chân từ tòa từ quyền bất thư tòa từ sư từ tòa có còn ở trước mắt và từ tòa có nghĩa được không dạ? Bất thư Phật từ sư ở đây chúng ta thấy trong hai câu đầu đó, đặc biệt là chúng ta nói về giống như là gươm đã kề cổ, giống như là lửa cháy trên tóc đó, thì nó đều mang cái tính cấp thiết hết, đều mang tính cấp thiết hết. Thì chúng ta cũng có một cái từ khác là từ dễ ngươi. Dạ, từ dễ ngươi, apamadu, là chỉ như sự quẩn đại, giải đại. Thì phải chăng là khi một con người mà thấy được cái tính cấp thiết cần phải tu tập đó, thì nó sẽ giúp cho người đó đối trị được cái tính giải đại, tính quẩn đại, có phải như vậy không? Tại vì chúng ta thấy rằng cái tính, cái sự dễ vui giải đại đó, nó là một cái một ở trong những cái pháp mà nó tạo ra rất là nhiều cái phiền não, nhiều cái hệ lụy cuộc sống. Thì tôi có nghĩ rằng cái tính cấp thiết được đề cập trong bài kinh này là một cái ý nghĩa đối lập của chữ cái trạng thái giải đại không? Cái tính thư thuật. Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính thưa quý vị, ở trong cái ý nghĩa đó, trước hết là chúng ta phải xác nhận rằng khi mà mình thấy cấp thiết như là gươm kề cổ, lửa cháy trên đầu, thì tất nhiên là dẹp trừ được cái sự giải đãi apamada, cái là sự quẩn đãi dễ ngươi. Nhưng mà còn thêm cái nữa là ở đây trong trường hợp này nó dẹp trừ luôn cái tánh gọi là biến nhát khu sĩ tá hi nắp quy dân lười biến.
Cho nên ở đây không những là không dám quản đãi, mà lại là dẹp trừ luôn cái tánh biến nhát. Cái chữ Appamada, ở cái chữ Appamada đó, nó có nhiều nghĩa. Một là Hina Viriya, tức là thiếu cái sự kiên hay là biến nhát, cũng gọi là Appamada. Hai, Buddhasati, tức là cái sự thất niệm, nghĩa là quên lãng hiện tại, tức là khi mình làm việc gì mà mình thờ ơ, không có chú tâm, thành á, không có cái sự chánh niệm, không có trú niệm, thì như vậy cũng gọi là Pamada. Mà cái chữ này nó cũng có, chữ Pamada nó còn có nghĩa là Avijja. Avijja tức là cái sự xem thường, cái sự khinh lờn. Như cái câu mà Đức Phật nói rằng chớ có xem thường cái điều thiện nhỏ, cho rằng không kết quả. Mà từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày cũng sẽ đầy tràn. Cũng vậy, người trí thấm dừng phước báo do nhờ làm từng chút, ngược lại ma quên nhá, ma quên nhá, quên nhá thác, là chớ có xem thường cái điều ác nhỏ, cho rằng không có kết quả, mà từng giọt nước giọt lần nhỏ dần lâu ngày cũng sẽ đầy tràn. Cũng bị kẻ ác bị khổ đau do lần điều ác từng chút nó thấm. Mỗi ngày chúng ta ăn thức ăn mà cái độc tố nó thấm dần dần, một năm 20 năm sau thì cái bệnh ung thư nó xảy ra, thì cái chuyện đó là khó. Cho nên ở đây cái chuyện mà chớ có xem thường, người mà xem thường điều ác để mà làm giống như thử lửa vậy đó, thì cái đó cũng gọi là Pamada, là cái sự dị ngươi. Cái này gọi là sự dị ngươi. Mà hãy lười biếng không làm cái điều thiện thì gọi là dễ vui. Cho nên đó, ở đây khi mà chúng ta ý thức về cái tính cấp thiết trong sự tu tập thì đó cũng là một cái thái độ đối lập với sự giải đãi. Cái ý nghĩa này là như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận một thượng tọa đã vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy. Bạch thư tọa từ siêu, nhân thư tọa còn ở trước mắt, xin thư tọa khoan nghĩ. Định nghĩa cái chữ ở đây, cái vị thiên dùng cái chữ Kamara kìa. Dạ, thường thường chúng ta dịch là Kama là dục, rồi
gara cũng có khi cũng là dịch là dục, rồi tanha cũng là dục ái. Nhưng mà kamagara ở đây nó có cái ý nghĩa khác biệt thế nào so với chữ tanha? Phải chăng chữ tanha có ý nghĩa rộng hơn chữ kamara cả? Cái tỉnh thì tổng có nghĩ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái chữ tanha đó là cái nghĩa rộng hơn cái chữ raga. Thường thường đó, cái chữ raga là chỉ cho tham, mà tham luyến, nó có cái sự luyến ái, có sự dính mắc. Bởi chưa ra gắn nên nó từ cái động từ rachati, rachá có nghĩa là cái sự quyến luyến. Ở đây cái chữ căn của nó là cái chữ rachá. Nó có căn là cái chữ rất chắc, và cái động từ của nó là cái chữ rachati. Động từ nó là chữ rachati. Mà vì cái hậu âm với cái khẩu cái âm thì nó thay thế được, cho nên cái này là cái hậu âm. Khi mà nó phối hợp với cái chữ chữ nát mà có chữ n chấm á, thì nó thành cái chữ ra. Chúng tôi không có đánh cái chữ trường âm được. Rờ gác có nghĩa là cái sự chữ ra chá, tức là cái gì nó trơn láng, nó mượt mà, đánh bóng đó. Cái chữ đánh bóng, đánh bóng hay là vuốt mượt, thì ở đây có nghĩa là cái sự quyến luyến. Thì như vậy khi mà nói đến ái tình thì xài cái chữ raga, chứ không có xài cái chữ tanha. Tanha là chung, là cái thể, cái tính của ái. Và do đó ở đây khi mà chúng ta học Pali thì chúng ta nhớ cái chữ cái chữ mà dùng cho cái chữ tham đó, nó có nhiều lắm. Cái chữ alaya như niết bàn là analaya, tức là không có cái sự hệ lụy. Analaya tức là không có sự dính mắc. Cái chữ alaya cũng chỉ cho tham. Còn thông thường thì chúng ta xài lô pháp. Lô pháp avicca, tanha, raga, alaya đều chỉ cho tham hết. Nhưng mà tùy theo cái ngữ cảnh mà xài, tùy theo cái ngữ cảnh mà xài, nó cũng có trường hợp rồi. Khi mà chúng ta nói đến những cái pháp sanyojana, tức là pháp triền đó, thì ở kinh tạng khi mà đề cập đến kamaraga, chúng ta nói là dục tham. Rupa raga là sắc, sắc tham, hay là vô sắc tham, hay là dục ái, sắc ái, vô sắc ái, thì xài chữ raga được.
Còn khi nói dục ái, hữu ái, phi hữu ái thì mới là kama tanha, phá qua tanha, quý phá qua tanha. Cho nên hễ khi mà chúng ta nói đến dục và vô sắc thì xài dơ ra gác. Ở đây nó có một điều rất là đặc biệt. Ở trong hốt của kinh Đức Phật là nói Nathiragasmu akvi, không có lửa nào bằng lửa ái, không có lửa nào bằng cái lửa ragat. Ragat tức là sự ái thầm. Nhưng mà Nathitanha Samu Nadi, tức là không có sông nào mà nó nguy hiểm cho bằng sông ái, sông tanha đó. Cho nên ở đây thưa quý vị, cũng cùng trong một bài kệ mà khi Đức Phật này đem cái hình ảnh minh họa là lửa đốt cháy đó, đốt cháy tâm can đó, thì ngài nói không có lửa nào đốt cháy tâm can cho bằng lửa ái ragat. Lửa ragá nó đốt cháy lắm thưa quý vị. Một người mà khi mà họ bị vướng trong cái vấn đề mà tình ái đó, thì họ giống như là lửa đốt vậy đó, nóng như lửa đốt. Họ mang cái bệnh tương tư này kia đó. Cho nên ragá nó như là lửa. Nhưng mà nếu mà nói theo cái tính chất mà nó sự nguy hiểm trầm trọng đó, thì nói ví dụ là có con sông sâu đó, con sông mà nó chảy cuồng, nó lôi kéo, nó nhận chìm người ta đó, thì đó là tanha. Và ở đây đó, tanha là cái gốc. Khi mà ngài nói đến tập khởi của sự khổ đúc khác vô, thì ngài xài tanha chứ không có xài dưa rác. Và khi mà thiền đó thì có thể là kềm chế ra rác được, nhưng mà không thể nào mà chế ngự được cái tanha nữa. Khi đắc đạo quả quý vị, nếu mà đắc đạo quả, đắc tu được quần, đắc tu được quần tu đà hàm, a na hàm, đến a na hàm thì kama araga thì diệt được rồi đó. Nhưng mà tanha thì tới a la hán thì diệt được thưa quý vị, bởi vì còn ái sắc hay vô sắc. Raga rupa araga arupa araga, cho nên ba cái chữ này mà gom chung lại đó thì mới gọi là tanha, gọi là rupa tanha, quý pháp qua tanha, pháp qua tanha vân vân. Nếu mà nói trên phương diện nặng nhẹ đó thì tanha nó nặng hơn dơ ra gác, nhưng mà nhất thời làm cho mình bị khổ đó thì phải nói là raga là nhất thời. Bởi lửa mà nó đốt quá thưa quý vị là nó phóng liền tại chỗ. Nhưng mà nói cái sự khổ ầm ĩ bên trong đó, cái sự khổ mà lâu dài đó, thì phải nói là tanha. Thì đó là những cái ý nghĩa mà theo chúng tôi được biết qua Bali là như vậy. Xin thỉnh thưa tổ giới cẩn trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình thưa tổ thư sư. Để hỏi thưa tổ thư sư một câu nữa rồi sau đó để thưa tổ đi nghỉ. Và thưa tổ thư sư, thật ra có một thứ phiền não mà người Phật tử ít có khi để ý đến, đó là thân kiến. Dạ, ví dụ như 20 thanh kiến mà hỏi một chục người Phật tử thì may mắn có một người để ý đấy.
Nhưng mà tại sao thân kiến nó lại là lớn chuyện trong đời sống? Và phải chăng là những vị mà tu cao, ngay cả đặt những tầng chuyện sắc giới vô sắc giới thì vẫn có thân kiến? Và thì tôi nghĩ thì tôi giải thích cái tầm ảnh hưởng rộng trùng cấp của thân kiến đối với cái cuộc sống trong lục sanh tử chúng sanh ở cái tinh thần toàn. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, một khi mà Đức Thế Tôn Bậc A La Hán chánh đẳng giác ngày chưa có xuất hiện ở đời, vô thường người ta thấy được, khổ người ta thấy được, nhưng mà vô ngã thì người không có ai thấy được, không có ai biết được. Chỉ có khi một bậc chánh đẳng giác xuất hiện ở đời thì ngài mới khám phá Sappetthammanatta rồi, và ngài tiên thuyết về cái pháp đó, chúng sanh mới hiểu và giác ngộ được. Cho nên cái vô thường của nó, vô ngã đó, thì cái vô ngã đó không phải là dễ để mà nhận thức được đâu. Và chính vì ngã, vô ngã khó nhận thức, cho nên đối với cái thần kiến ngã chấp đó, cái thần kiến ngã chấp thì mới khó diệt trừ, thưa quý vị. Không hiểu được làm sao mà diệt trừ được. Cho nên chúng ta biết là những có những cái thứ bệnh đó mà người ta đã biết được cái vi khuẩn hay cái mầm bệnh nó xảy ra như thế nào, người ta điều trị rất là nhanh. Nhưng mà có những thứ bệnh, thưa quý vị, là khó tìm được cái nguyên nhân phát sinh bệnh, hoặc là cái virus đó thì nó, cái virus đó thì nó rắc rối lắm, thưa quý vị. Cho nên người ta không có thể một sớm một chiều mà người ta chịu được như là cái virus corona chẳng hạn. Cho đến bây giờ là gần 2 năm rồi mà trên thế giới người ta vẫn chưa có điều trị được, nó rắc rối như vậy. Và hễ mà tiêm vaccine để ngăn cái virus này ra thì nó lại biến chủng ra cái virus khác mạnh hơn, nhanh hơn, nó lan, nó bị lây truyền nhanh hơn, vân vân. Thì do đó ở đây chúng ta thấy những cái phiền não khác thì có thể dễ chịu trừ, nhưng mà đối với cái ngã chấp thân kiến thì khó lắm. Ngã chấp thân kiến thì khó lắm, thưa quý vị. Bởi vì đã nói rằng là chỉ có cái lý vô ngã, chỉ có khi nào có bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời thì ngài mới khám phá, ngài mới tuyên bố được điều đó. Chứ còn khi mà ngài chưa có xuất hiện thì chúng sanh ở trên đời, dù các bậc thiện trí thức ở đời, cũng không có nhận ra được cái đó. Nhận ra lý vô thường, lý khổ thì được. Một cái ly rơi xuống đất bể, người ta nhận thức được cái sự vô thường, thấy được. Ở trên thân mình tự nhiên nổi lên cái một u nhọt đau nhức thì mình thấy khổ rõ ràng. Nhưng mà cái lý vô ngã đối với thân ngũ uẩn này không phải là chuyện đơn giản, thưa quý vị, nhận không ra. Cho nên ta mới thấy rằng là chỉ có bậc trí
mực mà khuynh hướng trí tuệ gọi là Panyatika thì mới là tùy quán cái vô ngã tướng được. Còn đối với những người mà thuộc về những cái cá tánh kia đó, thì nếu họ cố gắng tu tập thì họ tùy quán vô thường Anicca, Dukkhasanna hay là Dukkha Dukkhasanna, tùy quán khổ não thì nó dễ thôi, mà tùy quán vô ngã khó. Và do khó như vậy cho nên cái thân kiến ngã chấp đó, thì không dễ đoạn trừ. Dầu cho các cái bậc tu chứng thiền sắc giới, thiền vô sắc giới cao như vậy cũng không có thể diệt trừ được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa đã về Nam Mô Bồ Tát Giả. Sa thú kinh thỉnh, kinh chân thượng tọa tu sư, xin thỉnh sư huynh đi nghỉ. Và bây giờ thì trước khi chúng ta trở lại với thượng tọa Tư Nguyên á, để thỉnh sư Nguyên Thông, sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy, xin sư Nguyên Thông khoan nghỉ. Dạ. Sư Nguyên Thông, chúng ta thấy như vậy là các tôn giáo và ngay cả một số các tôn phái trong đạo Phật ấy, thì có cái chủ trương là đi tìm cái chân ngã. Người ta đi tìm một cái gì đó mà gọi là thực hữu, là cái gì thương tại đối với con người. Nhưng mà khi sư Nguyên Thông học Phật pháp ấy, thì cái chuyện mà đi tìm một cái chân ngã và cái phá tan ngã chấp đó, thì cái nào quan trọng hơn đối với chúng ta? Xin thỉnh ý kiến của sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con tu luyện sư phụ góp ý kiến cho câu thảo luận số 4, hỏi rằng đi tìm chân ngã và phá tan ngã chấp, cái nào quan trọng hơn đối với người con Phật? Kính thưa sư phụ, trong giáo pháp của Theravada thì không có cái vấn đề chân ngã, cái chữ mà chân ngã thì chỉ có bên Bắc Tông mà thôi. Bởi vì cái vấn đề của chúng ta ở đây là con người ta mà đau khổ sanh tử luân hồi, cũng như sư bá vừa rồi nói, thì cái quan niệm mà vô ngã đó thì chỉ có giáo pháp của Theravada. Và chính cái vô ngã là cái sự thật để cho con người mà thấy được cái chỗ đó và sống được cái vô ngã thì chúng ta sẽ thoát khỏi sanh tử luân hồi. Là bởi vì tham ái hay là sân si, thì tất cả những cái gì đó là tại vì mình cho rằng cái ta của chúng ta bị gia chạm cho nên chúng ta sân si. Còn bởi vì chúng ta muốn thỏa mãn cái ta của chúng ta cho nên chúng ta mới có tham ái. Là bởi vì cái mà như sư bá hồi nãy nói một câu rất là tuyệt vời, là chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thấy được cái sabbisatta anatta, tức là hay tất cả một cái việc gì đều vô ngã, không có cái cốt lõi của nó. Và vì thấy được cái chỗ đó cho nên những người bên Theravada mà hiểu rõ chỗ này thì mới có thể thấy được mình sống được mà cái vô giới, cái vô ngã thì mình không có tham ái. Mà giờ mình vô cái cơ ngã là không có cái ta thì làm gì có sân si. Đấy, thì chính cái đó là cái lối thoát mà của những người theo Theravada, tức là cái trong cái giáo pháp mà cái lớp Phật pháp Buddha Dhamma của chúng ta là mới thấy được cái điều đó, biết được cái điều đó. Và cái câu hỏi số 4 này là cái câu hỏi mà có thể nói là câu hỏi sấm sét, đã tại vì nói rằng đi tìm chân ngã ngu gì mới đi tìm cái chân ngã đó. Nhưng mà cái phá tan ngã chấp là cái chân lý, bởi vì cái chính cái ngã chấp đó là chúng ta đau khổ sinh tử luân hồi, là tại vì có ngã chấp cho nên tham ái, và có ngã chấp cho nên chúng ta mới sân si. Chứ nếu không có cái ngã thì là lấy cái gì mà sân si đấy. Vì vậy cho nên cái câu thảo luận này số 4 này con nghĩ là những người Phật tử cũng như là tu sĩ cũng phải là hiểu rõ cái câu hỏi này, hiểu rõ cái lý do sâu xa, hiểu rõ cái lý do thế nào mà chúng ta có thể giác ngộ, thế nào mà chúng ta có thể thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thì đó là cái mà có quan niệm và cái câu mà sabbisatta anatta đó, tất cả chúng sanh đều là vô ngã. Thì nếu mà
mình nó vô ngã, không có tham, mà sống được có vô ngã, đời sống không có sân. Cái sư phụ, cái sự hiểu biết cạn cỡ của con, thì con chỉ thấy đến đó thôi. Con xin được trao mai lời cho sư phụ, để sư phụ giảng giải thêm những điều mà con nói chưa đúng, chưa đủ. Con xin thẳng mời sư phụ trở lại mai. Cái đại ngã có nghĩa là cái đại ngã vô ngã thì có thể đúng, chứ cái đại ngã mà đại ngã là đại ngã thì là ngu si. Con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Giờ chân thành tri ân chư tay nghe. Sa thú, kính trường sư Minh Thông. Thượng tọa Tư Quyền ấy, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tư Quyền nghe được xin thỉnh, thượng tọa con nghĩ trở lại với câu thơ luận số 5. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Tư Quyền. Dạ vâng. Thượng tọa Tư Quyền, hôm nay chúng ta thấy rằng trong kệ ngôn của, trong bài kệ của vị thiên đọc lên và của Đức Phật thì chỉ khác nhau ở chỗ thôi. Là vị thiên cho rằng trong cái tính cách cấp thiết thì phải đoạn trừ dục ái, kamaraga. Nhưng mà Đức Phật Ngài đặc biệt nhấn mạnh về thân kiến. Nhưng mà chúng ta, ngược lại chúng ta thấy ở trong 10 kiết sử thì vị Tu Đà Phật đoạn tận thân kiến, hoài nghi giới cấm thủ. Nhưng mà phải lên tới Anaham thì mới diệt tận được dục ái và sân. Thì như vậy mình nói là, có nên nói là thân kiến là nặng, thân kiến quan trọng hơn dục ái không? Xin cái thỉnh ý kiến của Thị Tòa Tư Việt. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô San Kha Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ. Dạ cảm ơn quý vị. Là chúng con vấn đề đến chư tăng, chúng tôi xin chào đến quý vị chư Phật tử. Dạ kính thưa quý vị, là chúng ta nói là cái thượng phần kiết sử đó, ba những cái điều đầu tiên đó, xem nó có nghĩa là chúng ta thấy nó như vậy, nhưng đều phải nói rằng tuy nó nặng nề, nó rõ ràng như vậy, như điều chúng ta dễ dàng việc đó. Chứ đến ví dụ như bây giờ, rồi đến cái như ái dục, ái sắc, ái vô sắc, rồi ngã mạng vô minh, vân vân, thì ở đó nó không phải là một chuyện bình thường nữa. Cái ái của cái dục ở cái cõi dục này, rồi cái ái của cái cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, hay là ngã mạng rồi vô minh, nó không phải là chuyện bình thường. Bây giờ như chúng ta thấy là như một cái bài toán cộng trừ nhân chia, chúng ta thấy nó khó và chúng ta thấy nó giải phải từng bước như vậy, thấy nó lâu. Vậy chúng ta giải phương trình, giải tích và đưa đến cái nó cao hơn. Thì những cái đó chúng ta xem nó rất là dễ, như khi chúng ta đã diệt trừ được cái này, xong cái này dễ, nhưng cái này nó khó hơn, phải nắm được, phải diệt trừ những cái kia mới qua được cái này. Cũng như bây giờ chúng ta học cũng vậy đó, chúng ta học căn bản từ cấp 1, cấp 2 rồi tới cấp 3 chúng ta tốt nghiệp của những cử nhân, thì thấy rằng là ở cái đến chúng ta tốt nghiệp cử nhân và tốt nghiệp gọi là tức là cao học hay là tiến sĩ, phó tiến sĩ vân vân, thì chúng ta cho rằng những cái này nó dễ à, nó rất là khó. Thì như thế nào cũng vậy, tuy nó dục ái nó đoạn trừ như vậy, chúng ta đoạn trừ dục ái như vậy là nó là một phần, nhưng điều mà mới chỉ dục ái, nhưng điều mà đi diệt trừ hoàn toàn ái á, cứ như là sân và ái đó, thì chúng ta tới A-la-hàm chúng ta chấm dứt. Thì đó chính là một điều mà đi vào đấu trận thứ nhất, chúng ta qua được một trận pháp thứ nhất. Pháp thứ hai càng khó hơn, bởi vì có thể nói rằng tiếng nó nhẹ nhàng đó, tiếng nó đơn giản đó, nhưng thì không dễ dàng nắm bắt. Cũng giống như bây giờ, thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm và pháp quán niệm xứ, chúng ta thấy cái thân quán nó hiển lộ rõ ràng, chúng ta dễ nắm bắt. Nhưng tu về cái thọ quán, tu về cái tâm quán, tu về cái pháp quán, chúng ta thấy nó đơn giản nhưng nó không dễ dàng mà để cho tâm của chúng ta đặt niệm để mà hiểu biết được một cách rõ ràng đó. Thì hỏi về chứ cái nào nó hỏi về chứ cái ví dụ về cái dục
của cái ví dụ trong cái ái chấp về 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 thân ái, thân kiến và cái ái, cái dục của vị mà Anaham và diệt tận, nó nhẹ nhưng điều nó khó, nó đơn giản nhưng dễ dàng mà chụp đó, nó đơn giản nhưng không dễ dàng chụp nó, cái đó là thật như vậy đó. Về cái ngã mạn, không đơn giản mà diệt trừ đâu. Người ta có thể mất mát được, mất mát tiền của tài sản, nhưng người ta không không dễ dàng người ta mất đi một cái tự ái của người ta. Và đến cao hơn nữa thì nó lại càng khó khăn. À, nó là thì hỏi gì chứ, vậy chứ cái nào nó cao hơn cái nào? Thì dĩ nhiên rằng cái tầng cao mới là khó. Tuy thế nó tức là chúng ta được cái này, nó sẽ tới cái này, nhưng được mà được cái này đó không một chuyện đơn giản. Như chúng tôi vừa nói cái sự học nó như đó, thì cái sự phải nói rằng nếu như mà chúng ta diệt tận được thân kiến nhưng chưa đạt được ái dục, như vậy thì thân kiến hỏi gì chứ, cái thân kiến nó nặng hay là cái dục ái nó nặng? Cả hai đều nặng. Nhưng điều mà tiến tu đến cái một cái đó là cái dục ái này nó hiển lộ rõ ràng mà chúng ta thành tựu được, thì bước qua cái này thì chúng ta sẽ nắm bắt được. Như một người mà tu tập cái thân quán, khi chúng ta đã thành tựu cái thân quán, chúng ta bước qua cái thọ quán từ từ thì chúng ta cảm thấy nó sẽ dễ. Nhưng nó dễ là khi là cứ làm cái nền của thân quán. Cũng vậy, cái thân kiến này nó vốn là cái nền trước, còn cái ái mà của như là còn ái chấp á thì nó nhẹ hơn, nhưng nó khó chứng, khó diệt, khó gỡ lắm. Nó không có hiển lộ một cách rõ ràng mạnh mẽ, nhưng nó rất là khó. Dĩ nhiên nhờ cái này diệt được thì mới tới cái này, cũng như học ở dưới xong mới học ở trên cao được. Cho nên hỏi vậy chứ có nặng hay là như thế nào, thì ở đây đứng trên cái nhìn là của chúng tôi thì cái nào nó cũng có một cái nặng ký của chính nó. Nhưng cái đầu tiên thì làm nền, chúng ta coi nó ra rất là nặng, nhưng quả nhiên cái sau này, cái ái của để mà chúng ta chứng đắc được tam quả đó thì nó không phải là đơn giản, hay là cuối cùng chứng đắc tứ quả để chúng ta diệt tận tất cả thì nó không dễ vào. Bởi cho nên luân hồi lại bảy kiếp hay là nhất lai bất lai thất lai đó là không dễ qua đâu, coi như là kim cái chỉ Thiếu Lâm đó, qua coi như là bảy trận độ của Thiếu Lâm, không có dễ dàng. Thì như thế nào thì cái trận độ này của phiền não này mà chúng ta vượt qua được đó, đó là 4 cái trận này hay 8 cái trận này chúng ta vượt qua đó, thì chúng ta vượt qua cái trận thứ nhất, trận thứ hai từ sơ đạo sơ quả. Thì mà ở đó chứ chưa bước qua cái trận thứ ba thứ tư đâu. Dạ. Hỏi gì chứ bây giờ thí dụ như là cái sân, nói là cái sân dễ diệt, đúng cái sân dễ diệt, nhưng điều mà cái trạng thái của sân kìa, chứ còn mà cái sự nóng giận, cái sự bực tức, cái sự quỷ diệt đó thì nó rất là đơn giản. Nhưng khi mà chúng ta có cái sự u uất, có cái sự khó chịu ở trong tâm thì nó lại làm chuyện, nó làm cái cách khác nữa. Thì kính bạch thượng tọa, trên cái nhìn, trên cái hiểu của con là như vậy, con kính thượng tọa cũng như là giải thích thêm để con có thể là hoặc là đại chúng được hiểu. Dạ, con kính thượng tọa nam mô. Quý vị có nghe, quý vị
Dạ, xin hỏi quý Phật tử có nghe được không? Thưa vị, hôm nay thì không có nhiều chư vị giảng sư. Chúng tôi xin được tiếp theo lời của Thiên Tổ Tự Sư, Tổ Tự Quyền và Sư Nguyên Thông để có một vài đóng góp ở phần sau của bài học này. Bài kinh hôm nay cũng như là nhiều bài kinh mà chúng ta vừa học mấy ngày qua, ở trong đó đề cập đến chư thiên. Đây là bài chư thiên. Chư thiên ở đây đó là những vị trời, những vị phi nhân, có thể là ở trong các cõi trời, nhưng mà thường là các vị địa tiên, tức là chư thiên ở trên mặt đất này, như là ở chung quanh các ngôi chùa, ở trong rừng v.v. Thì chúng ta cũng nhận thấy rằng đa phần những vị này có những cái đối thoại tương đối rất là ngắn. Tương đối rất là ngắn, tức là mới gặp Đức Thế Tôn nói lên một bài kệ. Chúng tôi cũng không hiểu đó là cái đặc tính chư thiên hay là do lý do gì đó mà chúng tôi cố gắng đọc ở trong kinh mà chúng tôi không có thấy, trừ một vài cái bài kệ mà tương đối bài kinh như là Đế Thích Sở Vấn thì dài thôi, nhưng mà hiếm khi lắm. Đa phần là các vị tiên nói rất là ngắn, có lẽ là chư thiên không có dài dòng văn tự giống như là người chúng ta nói nhiều sao. Khi chư thiên nói lên bài kệ thì Đức Phật ngài cũng nói lên bài kệ, và thường là ở trong những bài kệ rất là cô độc. Thân tình mà nói đó thì phần lớn những cái ý nghĩa của những kệ ngôn này đó là chúng ta phải đọc qua sớ giải, chứ nếu không đọc qua sớ giải thì cũng hơi khó, chứ không phải là dễ hiểu. Riêng trong bài kinh kỳ hôm nay đó thì có một số điểm mà chúng ta đặc biệt lưu ý. Là trước nhất á, là trong hai câu đầu, khi mà nói là gươm ra kề cổ, lửa đã cháy trên đầu đó, thì thật ra đó là những cụm từ mà chúng ta tạo gọi là phát xuất từ bên Ấn Độ, và ở Đại Trung Quốc, ở Việt Nam của chúng ta vẫn có xài, và chỉ cho cái tính gọi là cấp thiết. Cấp thiết, nó không còn ở trong cái tình trạng mà chúng ta có thể chậm rãi hay là thư thả được nữa, mà chúng ta phải xem vấn đề đó rất là cấp thiết. Thì nói về tính cách cấp thiết á, thì thường Đức Phật ngài dạy rằng chúng ta không thể lơ là là chúng ta sẽ đi lệch hướng. Khi mà chúng tôi đi vượt biên, thưa quý vị, ở trên chiếc tàu có 24 người thôi, thì bởi vì ít người, thật ra chúng tôi lên nói chuyện với anh tài công, thưa anh Tộc, thì anh Tộc anh lái tàu liên tục, và lâu lâu anh nhờ người lái, nhưng mà anh nằm ở chụp mắt chút xíu, anh phải ngồi dậy anh coi cái hải bàn. Thì chúng tôi nói chuyện với anh thì anh mới nói rằng khi mình đi trên biển thì trời đất mênh mông, mình không biết hướng nào là hướng nào hết, mình chỉ trông cậy vào hải bàn, nhưng mà coi hải bàn cũng chưa đủ, mà còn phải coi lại cái gió, cái sóng biển nữa, và luôn luôn là phải tái xác định được cái hướng đi. Chứ nếu mà mình cứ coi hải bàn, mình kèm cái tay lái như vậy hoài, có khi mình bị trôi giặt mà mình không hay. Nó cũng là một điều rất là thú vị để mình biết một điều rằng con người chúng ta rất là dễ bị trôi giặt, bị lạc hướng. Và trong cái sự trôi giặt đó đó, thì ở đây nêu lên hai cái nguyên nhân. Mà nguyên nhân của vị trời đó là những gì mà mình thích. Và thí dụ như là mình đi từ điểm A đến điểm B, mà trên đường đi đó, có những cái nơi mà hoa thơm, cỏ lạ, có những nơi hấp dẫn, rồi chúng ta dừng chân lại. Bởi vì hồi nhỏ mình đi đâu, cha mẹ hay dặn là đi đến nơi, về đến chốn, là sợ rằng chúng ta quên cả lối về. Là bởi vì sao vậy? Cái mà mình thích, cái mà mình thích nó làm cho mình đam mê. Thì cái mà mình thích đó, nó là chữ Kama Racha. Kama ở đây á,
là cái gì khả ái khả ý, và Raja ở đây là ưa thích. Giờ ưa thích ở đây dịch thành ra chữ ái dục ấy, thì dịch cũng cũng tạm bề thôi, nhưng mà Kama Raja ở đây, Kama là dục, thường chỉ là dục, nhưng mà Kama ở đây tức là chỉ cho những cái gì đó mà là vừa lòng thích ý. Kama Raja là mình dễ bị những cái vừa lòng thích ý nó lôi kéo mình. Chúng ta lấy ví dụ bây giờ mình đi xuất gia là gì? Đi xuất gia là để đoạn tận phiền não, xuất gia tầm cầu giải thoát. Nhưng mà khi vào trong chùa tu á, thì Đức Phật Ngài dạy rằng có những nguy hiểm. Thí dụ như sự cung kính, cúng dường của Phật tử. Thí dụ như mình làm pháp sư, làm thiền sư, mình có chùa chiền, mình có này có kia, thì những thứ đó đó nó rất là nguy hiểm. Tại vì sao? Tại vì những thứ đó nó làm cho mình ưa thích, và cái ưa thích đó mình không thể đi tới được. Thật ra mới nói như vậy á, thì mình có cảm nhận rằng cái Kamaracha nó nguy hiểm. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, nó chưa có nguy hiểm bằng một thứ khác nữa. Đó là Sakya, Sakya Ditthi. Cái Sakya Ditthi ở đây đó, ở trong chữ dịch là thân kiến, mà ở trong tiếng Anh thường dịch là self-identity hay là self-identification. Self-identity, self-identification đó, tức là mình nhận cái đó là ta, ta là cái đó. Và khi mình nhận cái đó, cái ta, ta cái đó mới nghe đó, thì nó chỉ là một quan niệm, nó là một thứ triết lý. Nhưng mà thưa quý vị, nó rất là dễ sợ. Nó rất là dễ sợ. Chúng ta nói đến cái danh nghĩa, chúng ta nói đến cái ý thức hệ. Lấy ví dụ như là cũng lớn lên nghĩ rằng mình sống mình phải phục vụ cho quê hương dân tộc. Nhưng một khi mà lớn lên mình tham gia chính trị rồi đó, thì mình hay tránh đảng. Ví dụ ở Hoa Kỳ có hai đảng lớn là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Thì ban đầu á, người ta tham gia các chính đảng vì một vài ưa thích nào đó. Lúc nào đó đó thì họ luôn luôn thấy rằng mình cái gì của đảng Cộng Hòa cũng sai, mình phải đối lập với đảng Cộng Hòa. Hay là mình là đảng Cộng Hòa thì cái gì đảng Dân Chủ là sai, cũng sai hết. Mặc dù nếu chúng ta ngồi xuống trên phương diện lý trí, một người tỉnh táo, một người tự tỉnh táo thì biết rằng chính trị là chính trị, không có đảng nào là thánh thánh thiện hoàn toàn, không đảng nào tốt hoàn toàn, không đảng nào xấu hoàn toàn hết. Nhưng mà những người bên Dân Chủ đó, thì một khi nhận mình là Dân Chủ thì rất là dị ứng với gì Cộng Hòa, và những người gì Cộng Hòa dị ứng với Dân Chủ, thì giống như người Việt Nam của chúng ta vậy. Dạ, Việt Nam chúng ta phân chia làm 5 phe 7 phía, thì cái nhãn hiệu đó nó làm mờ mắt chúng ta, cái self identification nó rất là dễ sợ. Tôn giáo cũng vậy, tôn giáo nó cũng là một thứ nhãn hiệu. Đây là đạo của tôi, và đạo của tôi thì cái nhãn hiệu đó, cái self identity đó, nó khiến cho chúng ta bị mê hoặc, bị cuồng nhiệt. Và đến một lúc nào đó thì mình không cần biết đúng sai phải quấy, miễn là mình cần cái nhãn hiệu thôi. Thì nó cũng tương tự như là quý vị xem trong trong cái thế giới của thời trang đó, có những người mà họ mặc chỉ có cái hiệu đó thôi, và họ chỉ cần có cái hiệu đó mặc lên trên cái nón, mặc lên trên cái áo, hay là ở trên tờ dài là mình cảm thấy là mình hạnh phúc rồi. Chứ cái hiệu đó nó sản xuất dài chưa chắc tốt hơn những cái khác. Và bây giờ thì có những cái tạp chí như Consumer Report, họ cho chúng ta biết rằng có những cái máy móc mà nó không phải là đồ hiệu, nhưng mà nó vẫn tốt hơn cái đồ hiệu. Nhưng mà không, chúng ta vẫn thích cái hiệu. Cái hiệu đó là cái self-identity của chúng ta. Dạ, cái đó là thân kiến. Đây là ta, đây là của ta, đây tự ngã của ta. Hay là trong sắc quẩn là ta, ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn. Nó là một cái gì đặc biệt, rất là tế dị. Nhưng mà vấn đề nằm chỗ nào? Khi mà chúng ta có cái thân kiến đó, cái có self-identity đó, thì mình nghĩ nó đâu có hại gì đâu, nó bình thường thôi. Ví dụ như mình hãnh diện là tôi là Phật tử Nam Tông, tôi là Phật tử của chùa này, chùa kia, tôi là đệ tử của thầy này, thầy kia, đâu có gì tai hại đâu. Thật sự ở trên thực tế thì mình nghĩ không có gì tai hại. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ đó, thì cái thân kiến nó để lại cho chúng ta 3 cái hệ quả. Mà những hệ quả này nó rất là tai hại. Thí dụ như là mình chọc lấy một cái gì đó, mình cho đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Thì khi mà mình bám chặt vào nó, có nghĩa là mình từ chối không tiến lên nữa. Đây là vấn đề. Ví dụ bây giờ mình thể nhập vào trạng thái sơ thiền,
Mà mình nghĩ rằng trạng thái sơ thiền á là cái trạng thái mà mình khoan hỷ, trạng thái thù diệu, trạng thái đặc biệt á, mình cứ diễn bám vào sơ thiền á, thì sau một thời gian á, tự nhiên mình mới nhận ra một điều rằng mình không thể nào ở trạng thái này hoài, phải đi tới. Mình phải đi tới chứ không phải trạng thái gì. Ra mình muốn lên tới nhị thiền thì làm gì? Muốn lên nhị thiền phải bỏ sơ thiền. Phải bỏ cái mà mình thương yêu, bỏ cái mà mình trân quý, bỏ cái mà mình tốt nhất. Thì nó tương tự như là có nhiều người qua bên Mỹ đó, thấy cái gì thích lắm mình mua về, thậm chí bỏ số tiền lớn mua về rất là thương yêu, rất là hãnh diện. Nhưng mà trưng bày thời gian là chán quá, bây giờ đem cất garage, cho thì không đầy đành, nhưng mà rồi lúc nào nó cũ kỹ phải bỏ thôi. Và tại vì sao? Những gì mà chúng ta thấy hạnh phúc, thấy thương yêu, thấy bám víu nhiều nhất đó, thì một lúc khác nó lại là cái trở ngại cho cái sự tiến tới của chúng ta. Thành ra khi mà ở trong thiền ngữ nói câu là cái gì nhấc lên được thì phải đặt xuống được, cái gì đến được, ở chỗ nào đến được thì đi được, cái gì nắm được phải buông được, thì cái đó nó không phải dễ, không phải dễ. Tại vì cái thân kiến á, nó là một cái gì đó mà nó dễ sợ lắm, nó dễ sợ lắm. Khi mà chúng ta nhận nó là ta, là của ta, rồi chúng ta không buông được. Bây giờ cái thân kiến nó ngăn chặn sự tiến bộ rồi, mình thân kiến nó còn có một thứ khác nữa đó, là nó làm cho chúng ta khổ sở. Dạ, chúng ta khổ sở với nó lắm. Dạ, khổ sở nó rất lắm. Ví dụ Đức Phật Ngài hỏi chư tỳ kheo rằng, này chư tỳ kheo, nếu có người mà hút những cái lá cây trong sân chùa Kỳ Viên đem đổ xuống hố rác hay là đốt đi, thì các con có buồn không? Thì bạn Đức Thế Tôn không. Tại vì sao? Tại vì chúng con không bao giờ nghĩ rằng có cái đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Thì Đức Phật nói đúng như vậy. Dạ. Đối với trên đời mà cái gì đó mà mình nặng lòng với nó, ta, là của ta, thì ra ta thì mình khổ. Thật ra chúng ta ít thấy cái khổ này lắm. Mà chúng ta chỉ thấy rằng, à, mình thấy cái gì ta, là của ta, là tự ngã của ta, mình vui thôi. Nhưng mà thật sự, cái đó là cái làm cho mình khổ. Dạ. Cách đây vài hôm chúng ta có đọc một, cách đây một vài bài học chúng ta có đọc bài học mà nói rằng có vị thiên nói với Đức Phật á. Dạ. Có con thì vui vì con, mà có trâu bò thì vui vì trâu bò. Thì Đức Phật nói là có con không, có trâu bò khổ vì trâu bò. Hai cái nhìn đó thật sự nó không có dễ đâu. Dạ, không có dễ. Không dễ, tại vì mình thấy ô mình có trâu bò là mình thấy hạnh phúc. Dạ, trâu bò hạnh phúc. Chứ tôi sống bên Mỹ, thưa quý vị, cái này chúng tôi phải thưa quý vị là chúng tôi gặp rất là thương, rất thương, rất thương. Hiện tại bây giờ chúng tôi đang nói chuyện quý vị nè, thì nó có cái chuyện là có một số các vị thầy qua bên Mỹ bôn ba lập chùa và chạy đầu này chạy đầu kia, vận động ăn mì gói để xây cất làm việc này việc kia, và đồng thời cũng có lúc có nhiều vị đã cuộc đời bên Mỹ lập chùa và chùa rất lớn, và bây giờ tìm người nào á để mà giao chùa lại cho mình, già rồi quán chùa cực quá, lo điện nước ra nước cực quá, mà bây giờ mình chết đi mà mình không biết ai thừa kế, mà bảo lãnh qua cũng không xong. Thì thật ra ở trên đời nó có chứ không phải không có đâu. Chúng ta nghĩ rằng ô có chùa là hạnh phúc, nhưng mà thật sự đến lúc nào đó thì mình thấy là không có chùa mới là hạnh phúc. Cũng chỉ có nhiều người nghĩ rằng ô thầy nào mà cứ đông đệ tử là hạnh phúc, nhưng mà cũng có nhiều thầy mấy đứa mệt quá chỉ muốn bỏ tất cả đi vào rừng cỡ thôi. Nói như vậy thấy khó tin, nhưng mà thật sự ở trong đời này đó, tại vì chúng ta chỉ nhìn ra ngoài thôi, chúng ta nghĩ ồ cái đó hay, cái đó đẹp, nhưng mà thật sự có sống, có trải qua, có chiêm nghiệm rồi mình thấy rằng khi mà Đức Phật thì nói rằng có con khổ vì con, có trâu bò khổ vì trâu bò, thì chúng ta không có thấm thía được chuyện đó. Nhưng mà đặc biệt là cái thân kiến đó, nó làm cho chúng ta khổ. Dạ, thân kiến làm cho chúng ta khổ, khổ lắm. Và điều thứ ba gọi là cái hệ lụy của thân kiến đó, nó là một cái, nó cho chúng ta sống với một cái ảo giác. Dạ, nó sống với một cái ảo giác. Ảo giác về cái sự đứng lại của vật chất, của tâm thức, của thời gian, của không gian. Nhưng mà kỳ thật, nó không có gì đứng lại hết. Cuộc sống luôn luôn luân chuyển. Và cuộc sống luôn luôn nó có tự tánh của nó. Chúng ta lấy một ví dụ như là quý Phật tử có con, nghĩ là con của mình. Nhưng mà thật ra thì
những vị nào đã trải qua cuộc đời rồi mới thấy rằng hồi nó còn nhỏ đó, nó lớn lên nó có cái thân, cái tâm riêng của nó, rồi nó đi học, rồi nó có gia, nó ra trường, rồi nó có gia đình, rồi càng ngày nó càng xa, cái ý niệm là con là của mình đó, nó chỉ là một ảo tưởng thôi. Nói như vậy thì nghe nó hơi phũ phàng, con của mình bây giờ nó phải là con của mình, nhưng mà thật ra thì quý vị thấy không, dạ, con thì nuôi cực khổ như vậy, chứ lớn lên có bao nhiêu đứa sống với cha mẹ, ngay cả sống với cha mẹ chứ bao nhiêu đứa nó thương cha mẹ như là thương vợ thương chồng. Rồi một ngày đó thì mình thấy rằng mỗi chúng sanh đều đi theo con đường riêng của mình hết, chưa kể là tài sản danh lợi và trăm muôn ngàn thứ khác trong cuộc đời. Thật ra cái mà chúng ta nghĩ rằng đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta, nó là một ảo giác, nó là một ảo tưởng. Nó ảo tưởng tương tự như là mình leo lên xe bus, mình ngồi trong cái giờ phút đó, mình ngồi cái ghế đó, ai lại gần lấn mình một chút, mình nói tại sao lấn chỗ của tôi. Nhưng mà cái gọi là của tôi đó, nó chỉ là ở trong 10 phút, 20 phút chúng ta ngồi xe bus. Khi mà chúng ta bước xuống xe bus, chúng ta đâu có mang ghế theo, chúng ta không có mang cái ghế theo bao giờ hết. Và chúng ta bỏ lại nó, và khi mà chúng ta đã đứng dậy để đi xuống xe rồi thì cái ghế đó, nó hoàn toàn vô nghĩa. Vật ở đời tay lại trao tay, buông tất cả khi tàn hơi thở. Dạ, ví dụ bây giờ chúng tôi là trụ trì chùa Pháp Luân này, thì giống như là ngày hội Hòa Thượng Hồ Giác cách đây 10 năm trước Hòa Thượng còn sống thì nó là Hòa Thượng là viện chủ, Hòa Thượng là thế này kia, rồi Hòa Thượng ra đi rồi thì sao, thì cũng nhạt nhòa. Rồi chúng tôi cũng vậy, tất cả cái gì mà tạo dựng tới chừng chúng tôi ra đi rồi thì nó cũng nhạt nhòa. Dạ, mình sống và mình phải thấy một điều rằng nó cuộc đời này nó mình không sống lâu như mặt đất, thậm chí mình còn tệ hơn, mình không sống lâu như cây cỏ. Ở trong chùa có những cái đại thụ có thể sống cả 200-300 năm, 300-400 năm như cái ốc chẳng hạn, rồi mình sống chỉ vài mươi năm đến một cái chỗ nào đó. Thật ra cuộc sống là cõi tạm, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ đó là thật, nó là vĩnh viễn, nó là mãi mãi. Chúng ta ôm chầm lấy nó, chúng ta siết nó, chúng ta khổ vì nó, chúng ta vật vã vì nó. Cái đó gọi là thân kiến. Nhưng mà thật ra cái thân kiến nó cho chúng ta nhiều cái hệ lụy lắm. Tại vì không ai sống với ảo giác mà người đó hạnh phúc hết. Bởi vì trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã nói là phi chân, tưởng chân thật, chân thật, tưởng phi chân. Và mà ai mà ôm ấp cái tà niệm ấy thì người đó phải chịu nhiều sự khổ. Cái điều mà hư vị nghĩ là chân thật nghĩ là hư vị. Tại vì sao? Tại vì đối với chúng ta trong cuộc sống, chúng ta không phân biệt được cái thật và cái giả. Nó chỉ là một cái gì rất là quyến ảo thôi. Thật ra, nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ đó, thì chúng ta sẽ thấy một điều rằng cái thân kiến đó, nó dễ sợ hơn là cái ưa thích đối với cái giả khải nữa. Ví dụ mình thích sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Cái thích đó nó chỉ là một cái thị dục trực tiếp của giác quan thôi. Nhưng mà cái thân kiến nó là một thứ ngã chấp. Và cái thứ ngã chấp này đó, nó đầy đọa. Cái ngã chấp này nó là một thứ ảo giác mà nhiều khi chính bản thân của chúng ta cũng không nhận rõ, không biết rõ nữa được. Chúng tôi lấy ví dụ như là bà mẹ rất là thương con, thì con nó lớn lên, bà mẹ muốn con được lập thành gia thất. Nhưng mà khi bà mẹ con trai lập thành gia thất đó, thì bà mẹ có cảm tưởng là đứa con dâu đó, nó lại cướp đi đứa con trai yêu quý của mình. Thành ra cái phức cảm, những cái mâu thuẫn nội tại đó, nó làm bà mẹ rất khổ. Chẳng lẽ bắt con trai phải ở một mình suốt đời với mình thì mình cũng không thể chấp nhận được. Mà con trai mình cưng, mình cho gửi gắm tất cả vì để mình nó đem gửi cho người khác, rồi nó yêu thương người khác, tự nhiên nó rời xa vòng tay mình cũng khổ. Thì cái đó là cái hệ lụy của thân kiến. Cái thân kiến nó có nhiều hệ lụy lắm. Chúng tôi thưa quý vị rằng ngay cả bây giờ ở Mỹ này có những người đó, họ nhập cuộc ở trong cuộc đời với quan điểm về đảng phái. Tôi theo đảng này, tôi theo đảng kia. Bây giờ đảng đó có đúng, có sai, có phải, có biết, thì cái đảng đó cũng là muôn năm. Cái đảng đó vẫn là vĩ đại, cái đảng đó là quý nhất. Và chúng ta đang sống với một cái ảo giác, một cái ảo giác hoàn toàn là ảo giác. Dạ. Tại vì thật ra cái đúng sai phải quấy nó không nằm theo cái nhãn hiệu, nó không nằm theo cái nhãn hiệu đâu. Nó là từng chuyện một, có chuyện này người này đúng, chuyện kia người đúng, chứ phải cái đúng sai đó nó theo cái nhãn hiệu. Nhưng mà người ta lại chuẩn cái nhãn hiệu, nó khổ như vậy. Cái self identity nó rất là nguy hiểm. Nên
Vì điểm này đó, cái chữ thân kiến sắc ca giá, chỉ sắc là của, sắc ca giá là thân của tôi, và dạ, thân tôi tức là chúng ta gọi là ngã chấp á, và dạ, đích thị là kiến là cái nhìn. Khi một người mà mang cái thân kiến đó, thì người đó tự nhiên tự nhận là cái đó là tôi, là của tôi, tự ngã của ta, tôi ở trong tiếng Anh gọi là self identification, thì mình tự nhiên mình nhận cái đó là như vậy, cái đó là của mình. Nhưng mà có chắc là cái sự tự nhận nó đúng hay không? Mà ít khi nào chúng ta ngồi trở lại để chúng ta tập nhìn, tập cân nhắc và tập quán là cái này nó thực sự nó rất là nguy hiểm lắm, và nguy hiểm lắm. Nên khi nãy cảm ơn Siêu Nguyên Thông có nói một cái chuyện là khi chúng tôi có đề cập đến cái gọi là đi tìm cái chân ngã và phá tan ngã chấp thì là quan trọng. Thì Siêu Nguyên Thông trả lời rất cũng, chúng tôi tạo gọi là cũng emotional lắm. Siêu nhấn mạnh cái đó. Mà quả thật thưa quý vị, ở trong đời sống của chúng ta đó, đối với nhiều tôn giáo và ngay cả một số tông phái đạo Phật là đi tìm cái ta chân thực, đi tìm cái ngã chân thực, đi tìm cái chân ngã nó là quan trọng. Nhưng mà thật sự nó có quan trọng bằng cái chuyện là làm sao phá sang cái ngã chấp cái đó. Mình khỏi cần đi tìm cái nào là cái ngã thật của mình, mà bây giờ làm sao đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với cái sanh, đối với cái diệt, đối với cái đến cái đi, thì đừng có bám vào trong đó, đừng có chụp lấy nó, đừng có chúng ta đừng có làm lớn chuyện, đừng có làm giặc về chuyện đó. Tại vì sao? Tại nó vậy đó, cuộc đời đó nó giống như bây giờ trời nắng, trời mưa, trời sáng, trời tối, trời lạnh, trời nóng, nó là chuyện của trời. Dạ, chuyện của trời, có đến có đi, có thế này lúc khác. Mà bây giờ mà chúng ta quá nặng lòng với việc vui buồn á, thì cái đó là tự mình chuốc khổ. Tại vì sao? Cái dòng sanh diệt nó là một cái tự tánh cố hữu của tất cả pháp hữu vi. Dạ, tất cả pháp hữu vi rồi có đến với đi ở trong cuộc đời này. Điều quan trọng là chúng ta đi ngang một khu rừng và rời khỏi khu rừng đó, càng bớt đi cái sự trầy xước, càng bớt đi cái sự vướng vấp thì nó càng ít khổ. Dạ, từ buổi sáng cho đến buổi tối, thức dậy cho đến lúc chúng ta đi ngủ, mà chúng ta phải tin một điều rằng càng chấp thủ nhiều thì chúng ta càng khổ nhiều. Vậy thôi. Dạ, chấp thủ với danh, chấp thủ với lợi, chấp thủ khen, chấp thủ chê, đẹp xấu cái này kia, mình càng chấp thủ. Nhưng mà tất cả chúng ta đều tin rằng sự chấp thủ làm cho chúng ta hạnh phúc, sự chấp thủ làm cho chúng ta thấy cuộc sống có ý nghĩa. Ít bao giờ chúng ta nhận ra được rằng sự chấp thủ làm cho chúng ta khổ nhiều hơn vui. Bởi vì khi mà Đức Phật ngài dạy về cái giáo lý vô ngã, thì có nhiều người dị ứng lắm. Nhiều dị ứng vô ngã là tại vì sao? Là suốt của đời mình là mình vui là bởi vì sao? Tại vì tôi là ai, tôi có cái gì, và tôi hơn kém người khác ra sao. Đây là ta, đây là của ta, tự ngã của ta. Bây giờ không có những thứ đó thì cuộc đời còn có gì vui, cuộc đời còn có gì ý nghĩa. Nhưng mà chúng ta là người con Phật thì chúng ta thấy rằng những thứ đó mà chúng ta càng chấp thủ, càng bám víu thì chúng ta khổ. Dạ. Không có ai mà nặng lòng với cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi mà hạnh phúc hết. Nói như vậy thì rất là khó tin. Nhưng mà nếu chúng ta có những thời giờ rất thông thả đi bộ và suy gẫm lời Đức Phật dạy, tất cả cái khổ chúng ta trong cuộc đời đều nó đến từ sự chấp thủ đó. Đây là tôi, đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta. Vì vậy thật ra đi tìm cái chân ngã không phải lý tưởng của người con Phật. Chúng ta phải dứt khoát như vậy. Nó không phải lý tưởng của người con Phật. Chúng ta phải đi tìm chân ngã. Mà chỉ có cái điều như vậy là mình chấp sai, mình hiểu lầm, mình khổ, thì giờ mình bỏ cái chấp sai đi. Dạ. Rồi chúng ta sẽ ra sao, chúng ta về đâu thì chuyện đó không cần phải đừng tính như mình đang bị bệnh mà biểu chữa bệnh hết rồi thì đặt vấn đề là chữa bệnh rồi tôi sẽ ra sao, tôi phải biết ra sao tôi mới chữa bệnh, thì cái chuyện đó là một thái độ rất là nông nổi. Chúng ta không cần phải nói là mình chữa bệnh hết bệnh rồi mình sẽ ra sao. Nó không phải là câu hỏi, mà câu hỏi rằng làm sao để trị hết bệnh, chứ không phải hết bệnh rồi tôi sẽ ra sao. Hết bệnh là hết bệnh thôi. Nên ở trong bài kể này, thưa quý vị, có một cái nhìn, một sự khác biệt rất lớn. Và
Chúng tôi cũng nhắc là trong đó có câu là cái chữ xuất gia, thì tôi sử dụng chữ là đi ta bà, thì đó là sự vân du, hay là chúng ta nói là hãy lên đường. Chúng tôi chọn cái chữ hãy lên đường. Chữ lên đường ở đây trong nghĩa đen về nghĩa bóng, và lên đường ở đây tức là hãy hành trình ở trong của cuộc đời này, ở trong nghĩa là cuộc sống là một hành trình. Ở trong hành trình đó đó, với chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm chữ sát tá cũng như chữ sát tí. Sát tá sát tí ở đây là chỉ cho cái khả năng tỉnh táo. Tỉnh táo là gì? Khi nào mà mình buồn, khi nào mình giận, thì lúc đó mình đừng nghĩ đến là ai làm cho tôi buồn, cái chuyện gì làm cho tôi buồn, mà mình nhớ rằng mình buồn, mình giận là tại vì mình không có tỉnh táo, tại vì mình không có tu tập. Đơn giản vậy thôi. Và nếu mà mình thấy được là do mình kém tu tập, thành ra mình mới buồn, mới giận đó, thì mình sẽ đỡ khổ hơn nhiều lắm. Còn khi mình buồn, mình giận, mình nghĩ rằng do ông A và B hại tôi, giết tôi, chửi tôi, thành ra tôi giận như vậy đó, thì cái đó chúng ta tiếp tục là đổ dầu vào lửa. Còn khi mà chúng ta buồn, chúng ta giận, và nghĩ rằng à, tâm mình bữa nay không có khéo tu, tâm mình bữa nay có cái nặng về nặng lòng về cái gì, sắp về cái gì, mình biết như vậy, cái đó chúng ta gọi là chánh niệm. Ở chánh niệm nó là cái gì rất là kỳ diệu. Nó cho phép chúng ta thắp sáng được ý thức, nó cho phép chúng ta nhìn lại, cho phép chúng ta sống tỉnh táo hơn, biết rõ hơn. Và một cái vị mà tỉnh táo hoàn toàn thì nó gọi là Buddha, là Phật Đà. Phật Đà có nghĩa là bậc tỉnh giác hoàn toàn, Buddhati là vị tỉnh giác. Chúng ta thì không có tỉnh giác hoàn toàn như Đức Phật và các vị đã hoàn toàn giải thoát. Nhưng mà thỉnh thoảng ở trong ngày chúng ta nhìn lại, chúng ta nói tại sao mình khổ, tại sao mình khổ. Và nhất là khi nào mà có ai làm cho mình giận, có ai làm cho mình phiền, mà mình ở trong lòng mình cứ trách móc người đó, thì mình đặt vấn đề rằng ai là người thật sự làm cho mình khổ, người đó hay là bản thân mình, người đó hay là bản thân của mình. Ở trong Kinh Pháp Cú câu là kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm niệm ta gây khổ cho tự thân. Tức là kẻ thù, dù kẻ thù đó họ làm gì mình đi nữa, thì họ hại mình cũng không bằng chính cái ác niệm trong lòng mình. Và cái tâm niệm tà ở đây chúng ta chỉ cho cái thân kiến, chỉ cho cái tà kiến, chỉ cả ảo giác. Thật ra cái thân kiến nó đầy rõ, nó khổ sợ mình hơn người khác. Nói như vậy thì khó tin, tại vì chúng ta vẫn thường tin rằng người khác làm cho mình khổ, chứ bảo rằng có ai nói là mình làm cho mình khổ đâu. Nhưng mà thật sự là mình làm cho mình khổ nhiều nhất trong đời, không ai làm khổ với mình nhiều nhất hết. Bởi vì một cái người mà hiểu Phật Pháp rồi thì chúng ta sống không có trách móc, và không có vấn đề là tối ngày cứ đổ là anh A và B đã làm cho tôi khổ, người này người kia hại tôi, người này người kia làm cho tôi phiền lụy, vân vân. Mà chuyện đơn giản mình thấy rằng tại mình không tu tập, tại mình không có hiểu như lý tác ý, tại mình không có thông suốt giáo pháp, không thuộc lời Phật dạy, chúng ta không có thông hiểu lời Phật dạy nên chúng ta khổ. Mình phải nhìn thấy cái đó thì chúng ta mới hiểu được câu nói rằng tỷ kheo hãy lên đường chánh niệm đoạn thân kiến, và Đức Phật ngài dạy chúng ta như vậy. Thì về điều này nó cũng là một cái bài kệ ngắn khác mà chúng ta đọc ở trong số các bài kệ ở trong Kinh Tương Ứng. Chúng tôi xin nhắc lại quý vị một lần nữa rằng có rất nhiều bài kinh trong Tương Ứng hết sức là ngắn, nhưng mà chúng ta không nên đọc một cách thoáng qua. Quý Phật tử đã quen với giáo trình Trung Bộ rồi, những bài kinh rất dài, giải thích rất đầy đủ, nhưng mà không có nghĩa là những bài kinh ngắn ở trong Tương Ứng Bộ lại không có những cái giá trị quan trọng trong đời sống của mình. Và dần dà rồi quý vị sẽ thấy khoan hỷ và cảm thấy thích với giáo trình Tương Ứng Bộ. Nói như vậy chứ ngày mai này thì chúng ta cũng sẽ trở lại với giáo trình Trung Bộ. Bài kinh cũng mang nội dung gần gần giống như hôm nay, mà ở trong hình thức khác, đặc biệt rất là thú vị. Và trong bài kinh ngày mai đó, khi mà chúng ta học trong Trung Bộ Kinh, thì thưa quý vị lại liên hệ đến một cái đề tài mà tương đối rất là quen thuộc ở trong thế giới ngày hôm nay. Đó là vấn đề tự tử. Và một người tự tử theo trong Phật Pháp thì
mang ý nghĩa như thế nào, và người ta có nên khuyến khích người ta tự tử hay không, hay là tự tử có tội hay không, thì đó là một điều mà ngày mai này chúng ta sẽ bàn tới. Dù sao đi nữa thì thưa quý vị, đặc biệt ở trong kinh điển Pali là có một cái cách nhất quán về cái nhìn đối với danh sắc, đối với sắc thọ tưởng hành thức, đối với cái pháp hữu vi và đối với cái thế giới hiện tượng này. Quý vị đọc ở bất cứ trong hoàn cảnh nào, ở trong bài kinh nào, ở trong bộ kinh nào, thì chúng ta không tìm thấy cái sự mâu thuẫn giữa cái đoạn kinh này với đoạn kinh khác. Và chúng tôi nhớ rằng một vị thầy của chúng tôi là Ngài Tăng Bô Lu, Ngài có nhắc một điều rằng, Ngài nói rằng người con Phật làm gì làm thì cũng cố gắng thường tâm niệm về sự vô thường, tức là sự chuyển dịch dời đổi cuộc sống, về khổ não, tức là sự bất toàn của cuộc sống, và về tính cách vô ngã, tức là chúng ta không thực sự có chủ quyền đối với tất cả. Ngài nói rằng nếu chúng ta thường sống với cái sự hiểu biết, với cái ý thức về vô thường, khổ, vô ngã đó, thì chúng ta sẽ bớt đi cái việc mà rơi vào cái tà kiến lầm lạc. Và cái tà kiến lầm lạc đối với Ngài là một điều rất là nguy hiểm. Và cái lời nhắn nhủ đó quả thật là rất là chí thiết với một vị thầy dành cho những người học trò, là làm sao nào chúng ta sống áp dụng được lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày của mình. Thì tiếp theo lời của Chư Tăng, chúng tôi xin có vài điều chia sẻ như vậy với quý vị. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Trên Thâm Mạc. Kính Trương Chư Tôn Đức đã vào Rung để thuyết giảng, đảnh lễ với Ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Phật. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ cho con xin phép hỏi là quý vị có nghe con nói không dạ? À, dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã đúc kết nội dung bài học kinh Kiếm Tương Ưng Bộ hôm nay. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc, cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để xin nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ,